Nào, tạo dáng đi. Đấy, phải nghiêng nghiêng một tí nó mới đẹp. Ít xời, quá chuẩn luôn. Đấy. Được chưa? Được. Anh chụp đẹp phết nhở? Chụp cho em một cái xe này nữa này. Được. Sáng sáng. Kính chào quý khách. Đây là con GLC 300. Con này có giá khoảng 2 tỷ. Màu sắc thì rất là trẻ trung, phù hợp với người thành đạt như chị đấy ạ. Chị muốn xem nội thất không ạ? Có, con mở tôi xem đi. Anh chụp hình cho em đi. Chụp chứ. Phiền hai người tránh ra một chút nhá, để tôi chụp ảnh một tí đã. Nhìn mà không thấy à, vô duyên thật đấy. Kính thưa quý khách, tôi đang tư vấn xe cho vị khách này. Anh chị có thể thông cảm được không ạ? Này, mày nói chuyện kiểu gì đấy? Tao đang chụp ảnh cho người yêu của tao, mày không thấy à? À, hay là mày khinh tao? Tao không mua xe cho mày, nhưng mày ra vẻ đúng không? Sao cơ? Không được chụp hình ở đây á? Cái thằng nhân viên quèn này, hay là anh khinh bọn tôi không mua được chiếc xe ở đây chứ gì? Được rồi, anh Toàn, anh mua đứt chiếc xe này cho em. Việc này... Thôi, cậu bán cho họ đi. Tôi cũng không muốn cậu khó xử đâu. Dạ, cảm ơn chị ạ. Làm sao mà tranh được, có tiền để mua đâu. Quay thẻ. Dạ. Khoan đã. Vừa nãy thì tôi cũng xem giá của cái xe này rồi. Nhưng bây giờ tôi muốn là công ty phải giảm thêm cho tôi. Việc này thì làm khó bọn em quá. Công ty bọn em ấy là bao giá toàn thành phố, hiếm có xe nào mà vừa đẹp mà lại rẻ như vậy đấy ạ. Tôi không cần biết. Đấy là việc của cậu. Còn bây giờ cậu không làm được ấy, tôi sẽ tố cáo cậu về thái độ của cậu đấy. Xem là cậu có mất việc không nhá. Anh... Này, trừng mắt với ai đấy? Cậu có muốn mất việc không? Hay là thích mang tiếng cả đời? Cậu có tin ý là tôi để cho cả cái thành phố này không ai muốn thuê cậu làm việc nữa không? Nói cho cậu nghe này, tôi là giám đốc công ty truyền thông lớn nhất cái thành phố này. Tôi chỉ cần ho một tiếng thôi là cái bản mặt cậu ấy đầy trên báo ngay đấy, biết chưa? Đi nhanh lên cái đồ đần này. Dạ vâng ạ. Vậy để tôi vào gặp giám đốc hỏi xem có giảm được giá nữa không ạ? Con người hơn nhau ở cách cư xử đấy. Đừng nghĩ là mình có tiền ý thì có thể chà đạp coi thường người khác. Cái gì nữa đây? Chắc là xem nhiều phim quá nên cứ tưởng mình là nữ anh hùng à. Cái loại con gái như cô ấy, tôi vừa nhìn qua là biết chỉ được cái nói mồm thôi, chứ làm gì có tiền. Này, cái xe này tôi mua đứt rồi, phiền cô là lướt dùm gái. Cứ đứng ở đây mất hết giá trị cái xe ra. Đúng là cái loại đáng khinh. Chắc là cũng chỉ đến đây đi qua đi lại, xem xe xong rồi chụp hình sống hảo thôi. Chứ em nhìn là biết cái loại không có tiền rồi. Chào anh chị ạ. Giám đốc bên em đã quyết định là giảm cho anh chị 35 triệu đồng rồi ạ. Biết điều đấy. Như thế từ đầu rồi ấy, có phải tốt hơn không? Nói cho cậu nghe nhé, tôi không thiếu gì tiền. Cho nên ấy, đừng dùng cái thái độ khinh thường ra mà phục vụ tôi, nhớ chưa? Sẽ có ngày ấy, cậu phải khóc vì tôi đấy. Dạ, em không dám ạ. Đương nhiên rồi, có cho tiền cậu cũng chả dám đâu. Thôi, đứng đây le ve làm gì nữa, mau đi làm thủ tục đi còn gì. Dạ vâng, vậy em xin phép vào trong làm thủ tục cho anh chị ạ. Em làm sao đấy? Anh bảo là hôm nay em đi xem xe, em đã xem được chưa? Thì em có đi xem rồi, nhưng mà cái xe mà em thích ấy lại có người tranh mua mất rồi. Thế thì có vấn đề gì đâu, em chọn con xe khác là được mà. Hay là để lần sau anh đi với em nhá. Chồng bận trăm công nghìn việc như thế, làm sao mà có thời gian đi mua xe với vợ được. Với lại em cũng đã bảo với showroom rồi, khi nào mà có mẫu xe mới thì họ sẽ liên lạc với em. Anh yên tâm. Thế thì thích chiếc nào thì lấy chiếc đấy. Anh làm ra tiền ấy cũng là để nuôi gia đình, nuôi vợ con mà. Cảm ơn chồng. À chết rồi, bây giờ anh phải đi họp. Dạ. Gặp đối tác, em ngồi đây chơi nhá. Dạ vâng, anh đi đi. Xong đi anh đó. Ô,
là oan gia ngõ hẹp mà. Tiến sĩ dạy đời người khác, thế mà không ngờ cũng có ngày lại phải hạ mình ngồi quán nước này đây. Em xem kìa, ngượng quá, có nói thành lời đâu. Vào showroom ô tô, chắc là định sống ảo. Nhưng mà không may một cái là mình lại mua đứt cái xe đấy. Thành ra là bây giờ bị quê đấy. Thời buổi bây giờ ấy, mạng xã hội cũng nhanh lắm. Up cái ảnh lên mạng ấy, người ta tìm được tung tích cái xe luôn. Không khéo lại bị bóc phốt ấy, nhục lắm. Chẳng thế sao nữa. Ồ, sao thế? Nói trúng quá nên là nhục mặt à? Tôi không có nhiều thời gian đối co với hai người đâu. Tránh ra đi. Này, dân trí không cao nhưng mà cũng giàu lòng tự ái phết nhờ. Lo có tí mà đã. Tôi không nói, không phải là tôi hiền, mà vì hai người không đủ trình để nói chuyện với tôi. Tránh ra. Này, giận quá hóa thẹn rồi đấy à? Tôi chẳng thẹn thùng cái gì cả. Hai người đã nghe câu ấy, chó khôn, chó sủa người xa. Chó ngu, chó sủa cả ta lẫn người. Này, mày nói là chó đấy. Thì ai nghe được thì người đấy là chó rồi. Hai người nghe được à? Được rồi, quân tử ấy, trả thù 10 năm vẫn chưa muộn. Đợi đấy, gặp lại tao thì đừng có mà trách. Ngồi đi. Em chào chị ạ. Chuyện hôm trước chị cho em xin lỗi nhá. Không có gì đâu. Ngày trước ấy tôi cũng từng là nhân viên như cậu ấy, cho nên là thông cảm và thấu hiểu cho cậu. Dạ vâng. À, mà showroom em mới nhập một vài mẫu xe mới, chị muốn xem qua không ạ? Được. Dạ vâng. Xem đi. Em mời chị đi hướng này ạ. Vâng, anh đến nhanh nhá. Em đang đợi anh ở đây rồi đấy. Quái lạ. Nhân viên đâu? Cậu cứ ra tư vấn xe cho khách đi. Rồi tôi xem qua xe một chút nhé. Dạ vâng, chị đợi em một chút nhé. Kính chào quý khách ạ. Chào hỏi cái gì mà chào hỏi? Cậu làm ăn cái kiểu gì đấy? Này, tôi là khách VIP ở đây đấy nhá. Thế mà đến đây không một bóng ma nào ra phục vụ là sao? Hả? Không, mong chị thông cảm ạ. Hiện tại cửa hàng bên em đang thiếu người, nên là phục vụ không được chu đáo ạ. Này, đừng có mà lý do. Mới nãy tôi vẫn thấy cậu cười cười nói với khách khác kia nhá. Hay là cậu khinh thường tôi, đúng không? Dạ, em không dám đâu ạ. Chỉ giọt cái mồm. Để xem, lát nữa người yêu tôi đến đây nhá, cậu ăn nói kiểu gì? Không ngờ là cô vẫn còn dám đến đây đứng trước mặt tôi à? Cô có quyền gì mà cấm cản tôi? Tại sao tôi không được đứng ở đây chứ? Thì có tiền đâu mà dám đứng đây. Cậu không mau đuổi cô ta ra khỏi đây cho tôi đi còn gì nữa. Cô dám à? Sao lại không dám nhỉ? Rõ ràng là không cùng đẳng cấp để đứng đây với nhau rồi mà. Còn cậu, không mau đuổi cô ta ra khỏi đây đi còn gì? Dạ thưa chị, cửa hàng chúng em không có quy định đuổi khách ạ. Tất cả những ai vào cửa hàng thì đều là khách cả. Nhưng mà cô ta không có tiền. Khách gì mà như thế? Ai bảo là tôi không có tiền? Tại sao cô lại đánh đồng như vậy được? Mà tôi bảo cô này, cô nên thay đổi cái cách ứng xử của cô đi. Không thì mai sau ấy, hối hận không kịp đâu. Nhá. Đúng là chó hoa mà cứ nghĩ mình là bà Hoàng à. Cô đừng tưởng cô ăn mặc đẹp lên rồi thay đổi được con người cô. Cái đồ nhân cách rẻ rách, đến đây để sống ảo à? Cô hơi quá rồi đấy. Cô cháu cái gì? Không nói nhiều nữa, cho tôi mua luôn chiếc xe này. Còn đứng đấy làm gì? Quẹt thẻ cho tôi. Dạ vâng ạ. Nhưng đây còn một mẫu mới, giá cả cũng phù hợp nữa. Chị muốn tham khảo không cái ạ? Thằng điên này, giá cả cái gì? Tôi mua hàng không còn nhìn giá. Mau đi xem còn gì nữa. Dạ vâng ạ, thế để em vào làm thủ tục cho chị ạ. Sao nào? Bây giờ ấy, xe này đã là xe của tôi rồi. Cô cẩn thận đấy, đừng có chặn tay vào sức xe của tôi. Được rồi.
coi như là hôm nay cô giỏi đấy. Con không mau cút ra khỏi đây đi, đứng đây làm gì? Lì nhở, cút ra. Cô làm gì đấy? Linh, Linh, em sao thế này? Ai làm gì em đấy? Anh Toàn, là cô ta đấy. Cô ta thấy em mua cái xe này rồi, nên là cố tình đẩy ngã em. Còn xước cả xe nữa đây này. Này, tôi thôi đi. Cô nói bừa cái gì đấy? Cô còn chối được nữa à? Rõ ràng cô đẩy ngã tôi vừa xong đây còn gì? Mày giỏi lắm. Mày có biết là mày đụng vào ai đây không? Đây là Linh, vợ của tao đấy. Mật ngọt mày không nghe, muốn ăn đòn đấy à? Anh đánh nó đi, con này đáng bị đánh lắm. Được, em cứ để anh. Thưa anh, có chuyện gì mà anh nhảy phụ nữ thế này ạ? Cậu là nhân viên đúng không? Bây giờ thế này nhá, xe vợ tôi mới mua bị xước, bây giờ giải quyết sao? Chỗ này đây này. Dạ, vết xước cũng nhỏ, dễ các phòng thuê ạ. Cậu bị dở đấy à? Ai lại bỏ tiền ra một đống để mua một cái xe bị xước về hả? Tất cả mọi chuyện ấy là do cô ta gây ra. Bây giờ cậu gọi người đến xem bồi thường hết bao nhiêu, rồi bắt cô ta ấy đền gấp đôi cho tôi. Chuyện này cũng nhỏ, em xin lỗi anh vậy. Anh tốt tính anh bỏ qua cho bọn em. Để bù lại ấy, thì em sẽ báo với công ty để giảm giá thêm cho anh ạ. Rõ ràng cái vết xước này là do cô ta nhá. Chính cô ta kéo tôi, cho nên cô ta tự ngã mới gây ra vết xước này. Em nghĩ ấy, thế này là không ổn rồi. Anh chưa biết đầu đuôi câu chuyện mà đã đánh phụ nữ. Thế là anh sai rồi đấy ạ. Anh mau xin lỗi cô ấy đi. Xin lỗi à? Anh đang làm cái gì đấy? Sẽ đánh người. Này, trước mặt thằng Toàn này, chưa ai dám bắt tao phải xin lỗi cả. Hơn nữa, nó là một thằng nhân viên tép riu thôi, dám lên mặt với tao á? Hả? Sao? Tức cả? Tức thì báo sếp mày đi. Thôi anh hạ hỏa đi. Dù sao anh cũng là giám đốc của một công ty lớn. Hay bây giờ thế này, anh chỉ cần bắt cô ta quỳ xuống xin lỗi em rồi đền tiền cho mình là xong. Hai người đúng là quá đáng mà. Quá đáng á? Bố cho mày rụng răng ngay bây giờ này. Bỏ ra. Con danh này, mau gọi người mang tiền đến đây đền bọn tao đi. Anh nghe này vợ ơi. Alo anh à? Em đang có chút chuyện rắc rối ở showroom. Anh. Alo. Này, vợ mày làm xước xe tao, đẩy ngã vợ tao, làm vợ tao bị thương. Mày biết điều ấy thì mang tiền đến để mà bồi thường đi. Nếu không đừng có trách tao đấy. Alo. Tao đây. Sao bây giờ mày mới tới? Hả? Mày có biết là vợ mày vừa làm gì hay không? Tôi bận đi gom tiền, giờ mới tới. Hơi trễ. Được. Thế thì tao vào việc luôn nhá. Vợ mày sỉ nhục vợ tao 100 triệu. Đẩy ngã vợ tao 50 triệu. Làm xước xe của tao 100 triệu nữa. 250 triệu. Thế nào? Cái gì? Chuyện này có thật không? Cậu là nhân viên ở đây à? Dạ vâng ạ. Thế thì cậu giải thích cho tôi xem, có chuyện gì? Mọi chuyện không phải như anh nghe đâu ạ. Chị Linh đây xô đẩy vợ anh, không may trượt chân, thế là tự làm xước xe. Xong rồi anh Toàn còn đánh cả vợ anh nữa đây ạ. Này, thằng định bợ kìa, mày đừng có mà điêu nhá. Ở đây có camera, cô muốn trốn không được đâu. Mày muốn rụng răng phải không? Thôi đi. Anh nghĩ anh cả 250 triệu chứ gì. Ở đây có 300. Tôi đền cho anh đấy. Chịu chơi phết nhỉ?
Wow, tiền tươi thóc thật đấy. Phen này mình hời cho anh ạ. Xong rồi, thì bây giờ chúng ta giải quyết từng việc nha. Tôi nghe nói là anh đánh vợ tôi. Đúng, tôi thay anh dạy vợ đấy, không cảm ơn sao? Anh làm cái gì đấy, thằng điên này? Anh có sao không? Tôi nói cho cậu biết, từ khi tôi lấy vợ tôi về, tôi chưa bao giờ dám nặng lời cô ấy một câu. Cậu dám đánh cô ấy à? Thì sao? Mày chán sống rồi à? Hả? Hôm nay bố cho mày một trận luôn. Cậu có thử xem, cậu nhìn kỹ xem, có biết tôi là ai không? Mày có là ông giời, bố cũng đánh sợ. Tao là giám đốc công ty Vivu đấy, mày làm sao? Tiếc cho cậu là cậu không hề nhận ra tôi. Chủ tịch công ty SVM à? Mày... Anh... Đây là vợ của tôi đấy. Và hôm nay ấy, tôi mang số tiền này đến đây cho anh ấy. Một phần là để anh mua thuốc đấy. Tôi sẽ chấm dứt tất cả những hợp đồng mà chúng ta đã ký kết ở khu vực phía đông. Chủ tịch ơi, em xin anh, em thực sự xin lỗi. Em không biết đây là vợ của chủ tịch nên em mới làm thế ạ. Mong anh đừng chấm dứt hợp đồng, nếu không thì công ty em phá sản mất ạ. Nói cho cậu biết, tôi rất yêu thương vợ tôi, nhưng mà cậu dám động vào cô ấy, động vào gia đình của tôi ấy, tôi không tha cho cậu đâu. Chị cho em xin lỗi. Chuyện vừa nãy là em sai rồi, chị bỏ qua cho em được không ạ? Chị có thể nói với chồng chị là đừng chấm dứt hợp đồng với chồng em được không ạ? Chị à? Từ bao giờ mà tôi có một đứa em vậy? Tôi bảo cô này, chuyện của chồng tôi ý, chồng tôi giải quyết, tôi không can thiệp được đâu. Em xin lỗi chị, em xin lỗi anh, mong anh cho em một cơ hội được không ạ? Cậu đang nằm mơ đấy à? Tôi đã nói rồi, một khi đã động tới gia đình của tôi ý, tôi sẽ không nương tay bất kỳ ai. Cô đúng là cái đồ ích kỷ nhỏ mọn mà. Người ích kỷ nhỏ mọn là cô ấy. Tôi đã cảnh cáo hai người rồi cơ mà, nhưng mà hai người không nghe. Bây giờ lãnh hậu quả thôi. Cứ kệ họ đi em. Nhờ có việc này ấy, mà anh cũng biết được bộ mặt thật của cậu ta. Để rồi xem, trên thương trường ấy, cậu ta sẽ tồn tại được bao lâu. Chủ tịch, em xin lỗi anh, em xin lỗi chị. Mong hai người cho em một cơ hội ạ. Tôi đã nói với cậu rồi, cậu đã động tới gia đình của tôi ấy, thì tôi sẽ không nương tay đâu. Còn cậu, cậu đã phải chịu khổ nhiều rồi, nhưng mà cũng phải cảm ơn cậu vì cậu đã bảo vệ vợ tôi. Nếu có cái gì khó khăn ấy, cứ liên lạc với tôi. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh, cảm ơn chị ạ. Đi thôi. Chủ tịch, bây giờ còn xe thì sao? Cô yên tâm, tôi đã quẹt thẻ cho cô rồi, nhưng mà số dư không đủ. Thế cô có muốn trả góp không nhỉ? Thôi được rồi, để tôi hủy hợp đồng giúp cô nhá. À này, tôi có một câu thơ muốn tặng cô đấy. Ăn trầu thì phải bôi vôi, mà muốn soi người khác ấy thì phải soi lại mình. Trên đầu thì vãi rác trình hình, mà sao cứ phải phê bình người ta?